ngày 28 tháng 6 năm 2024 tới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa khai trương phố đi bộ Phan Chu Trinh và không gian văn hóa quảng trường Lam Sơn. Với diện tích 13 ha, phố đi bộ Phan Chu Trinh và không gian văn hóa quảng trường Lam Sơn bao gồm một phần tuyến đường Phan Chu Trinh, một phần tuyến đường Lý Nhân Tông, tuyến đường Hồ Xuân Hương, tuyến đường Nguyễn Đôn Tiết và không gian quảng trường Lam Sơn, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Phố đi bộ Phan Chu Trinh và không gian văn hóa quảng trường Lam Sơn được tổ chức vào tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần và các ngày lễ lớn trong năm. Mùa đông từ 18 giờ 30 đến 23 giờ, mùa hè từ 19 giờ đến 23 giờ. Phố đi bộ Phan Chu Trinh và không gian văn hóa quảng trường Lam Sơn gồm 4 không gian. Không gian 1, khu quảng trường Lam Sơn khoảng 2,6 ha, bao gồm sân khấu kỳ đài, khu vực đường lát đá phía trước kỳ đài, hai bên kỳ đài và các ô cỏ phía dưới cột cờ được bố trí như sau. Tại khu vực sân khấu chính và toàn bộ đường lát đá, tổ chức hoạt động văn hóa, âm nhạc, thể thao, trình diễn thời trang, các trò chơi, trò diễn dân gian, nghệ thuật đường phố. Tại các ô cỏ phía dưới cột cờ, bố trí các gian hàng mang tính văn hóa nghệ thuật như nặn tò hè, ký họa chân dung, tô tượng và hàng nước giải khát. Không gian 2, đường Lý Nhân Tông, không gian nón lá. Từ điểm giao đường Phan Chu Trinh đến điểm giao đường Triệu Quốc Đạt được bố trí các gian nón lá và bố trí các quầy hàng di động bán đồ ăn nhanh, đồ nướng và các loại hình ẩm thực đường phố khác để phục vụ du khách. Tại đường Hồ Xuân Hương, không gian Hội An, từ điểm giao đường Phan Chu Trinh đến điểm giao đường Triệu Quốc Đạt, dọc tuyến đường được trang trí các dàn đèn lồng và bố trí các kiosk bán hàng lưu niệm, sách báo và đồ uống phục vụ du khách. Tại đường Nguyễn Đôn Tiết, không gian sắc màu, từ điểm giao đường Phan Chu Trinh đến đường Triệu Quốc Đạt trang trí đèn điện nhiều màu sắc dọc tuyến phố và bố trí quầy hàng di động bán đồ ăn nhanh, đồ uống để phục vụ du khách. Không gian 3, một phần tuyến đường Phan Chu Trinh từ điểm giao Hoàng Thành đến điểm giao với đường Dương Đình Nghệ bố trí các kiosk di động giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật, điêu khắc, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, thủ công truyền thống, đá quý, đá phong thủy và các kiosk bán các loại hàng đa dạng phục vụ nhân dân như quần áo, giày dép, túi sách, đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em, mỹ phẩm, sản phẩm ô cốp, v.v. Không gian 4, khu vực cạnh đài phun nước và trước tháp đồng hồ phía tây quảng trường là không gian vui chơi dành cho trẻ em, bố trí quầy hàng bán đồ ăn nhanh, nước giải khát phục vụ trẻ em và du khách. Đây là phố đi bộ đầu tiên tại Thanh Hóa, là điểm đến tham quan vui chơi giải trí của nhân dân và du khách mỗi dịp cuối tuần, thông qua đó nhằm quảng bá hình ảnh và gắn với phát triển thương mại, du lịch trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.